Hello mọi người, và nhất là các chị gái có mệnh phúc đăng hỏa tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị. Thì như những cái video trước thì em có làm luôn cả vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị, để các chị có thể mà vận dụng nó cho cái năm Mậu Tuất này được thành công, tốt đẹp. Trong cái tuổi Ất Tỵ mà tử vi trọn đời thì em đã nói rồi, người tuổi Ất Tỵ thì đỡ hơn cái sự lạnh lùng của những người tuổi Tỵ, thì người Ất Tỵ này ít nhất, nhưng mà vẫn có cái sự nông nổi, và đặc biệt là làm việc là bất chấp thủ đoạn để mà đạt được cái theo mục đích, là cái thiên tính mà riêng của tuổi Ất Tỵ. Và một cái gì đó ở trong người Ất Tỵ, dù là nam mạng hay nữ mạng, thì cũng đem lại cho người ta cái sự mà gọi là sợ sệt. Dù là như cỡ nào thì cái thiên tính của con Tỵ mà, con mắt luôn luôn là một cái điều gì đó chiếu rọi sâu, nhìn người ta như là nhìn xoáy vào tâm can của người khác vậy đó. Cho nên đó là một cái lợi thế, một cái vũ khí mà có thể nói là sẽ đem lại nhiều cái lợi cho cái công việc làm ăn. Thì đầu tiên hết á, là tuổi Ất Tỵ á, là mạng phú đăng hỏa, đúng không? Năm nay là năm bình địa mộc, như vậy là mạng là được tương sinh, mộc sinh hỏa là tốt cho bổn mệnh, tức là ok. Nhưng gặp sao thì năm nay á, năm 2018 lại là sao thủy diệu chiếu mạng, thì cái sao thủy diệu này á, thì nó hay đem đến chuyện buồn. Và không phải là chuyện buồn về gia đạo mình không đâu, cũng có thể người thân có những cái chuyện mà rắc rối ở trong những cái con đường làm ăn nữa. Hạn thì toán tập, hạn này thì trở ngại va vấp nhưng không quá lớn ha. Vận niên lại là vận niên kê giáp viên, tức là gà về vườn, một vận niên tốt chứ không xấu. Thiên can chữ Ất gặp chữ Mậu là bình hòa ha. Tỵ gặp Tuất là một năm cũng bình hòa, không có gì đáng ngại cả. Như vậy á, để mà xét về tử vi của một cái tuổi nào đó thì em hay xét lại cái thiên tính cũng như là cái vận hạn một chút, gọi là tổng hợp của cái tử vi trọn đời của tuổi đó. Thì đầu tiên hết là các chị gái mà tuổi Ất Tỵ á, thì khỏi phải nói rồi, là người thông minh, đúng không? Có cái nhận xét rất là tinh tế, đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm sống rất tốt, có cặp mắt mà phải là tinh đời, nhìn nhận người khác thì khó sai. Việc gì cũng có thể làm được, mà có cái sự ứng biến rất là tuyệt vời, tùy vào cái thời điểm. Đặc biệt là người rất là giỏi xoay sở, luồn lách mà để mà kiếm sống. Các chị dễ thành công trên đường đời. Tuổi Ất Tỵ đa phần có cái ưu điểm là dễ tạo sự nghiệp, trầm tĩnh và biết chờ thời cơ, không nôn nóng mà từng bước tiến lên để đạt cái mục đích. Đặc biệt là có cái khả năng tích lũy rất lớn, tại vì như đã biết á, vốn là cái con giáp mà canh giữ kho báu ở trong các truyền thuyết cổ xưa, thấy không? Cái phim nào mà về truyền thuyết đồ này kia, hay mỗi lần mà nói tới cái người canh giữ kho báu hoặc cái con vật canh giữ kho báu, người ta đều là con, người ta nói là con Tỵ cả ha. Ất Tỵ mệnh hỏa này nó còn dữ hơn nữa, vừa biết làm việc bôn ba lại còn vừa biết canh giữ cái thành quả mình có được nữa. Nếu như mà các chị mà đi vào cái con đường khoa bảng mà học hành mà tới nơi tới chốn, các chị rất là dễ nổi tiếng, rất là dễ thành đạt, vì gì? Vốn tính sự kiên nhẫn của một con rắn ha. Mà con rắn này ngoài cái sự kiên nhẫn thì do mệnh hỏa nữa, lại là đa phần lại là bộc trực, thích cái sự thách thức nữa ha. Kiên nhẫn mà đối đầu với thách thức được thì rất là dễ thành công và rất dễ nổi tiếng ở những cái lĩnh vực mà của bản thân mình làm việc ha. Phải nói rằng á, là đa phần các chị á, là ngoài cái sự khôn ngoan lọc lõi của con người á, đúng không, để xây dựng cuộc đời của mình á, người xưa còn có câu gọi là đức năng thắng số. Mà cái câu này á, được thể hiện trên cái người tuổi Ất Tỵ rất là rõ ràng. Các chị gái có thể có nhiều thành công lắm mà nhờ vào cái sự thông minh, nhờ vào sự kiên nhẫn của mình sớm có những thành công lớn, tuy nhiên lại là người rất là lạnh lùng trong đối nhân xử thế.
các chị mà tận dụng được người nào á thì tận dụng, còn không tận dụng được là các chị cắt bỏ một cách rất là ghê gớm, rất là lạnh lùng. Cho nên mà đôi khi là người ta cảm thấy sợ cái cá tính lạnh lùng dứt khoát của người tuổi Ất Tỵ của các chị. Gọi là người của các chị mà nếu mà muốn đặt thật sự muốn một cái việc gì đó thì đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn ha. Cho nên thường là người không đắc nhân tâm lắm. Các chị có thể thành công đó, nhưng mà người ta sợ các chị hơn là nể. Cuộc sống hiện tại á, thì ở vào cái tuổi này á, thì đã qua thời tiền trung vận rồi, công danh sự nghiệp thì đa phần đã ổn định. Nhưng mà tình duyên á, thì nói thật vậy á, có vẻ bề ngoài chứ không có vẻ bên trong. Tại vì á, do là hay nắm quyền trong gia đạo, sẽ dễ sinh bất hòa với chồng con. Con cái sợ mình hơn là sợ sệt mình hơn, luôn luôn coi mình là quan trọng hơn. Hậu vận con cái thì có thể nên danh đó. Chính vì cái sự cứng rắn của các chị sẽ hướng con cái mình đến cái sự nên danh và đặc biệt thành công. Như vậy sự nghiệp và công danh của năm Mậu Tuất 2018 đối với các chị thì theo lịch vạn niên 2018, các chị gặp sao năm nay là sao Thủy Diệu chiếu mạng, thì cái sao này thường đem lại cái chuyện buồn lòng, tâm tư bất an. Sao Thủy Diệu này lại là hành thủy mà các chị là mệnh mộc, mệnh hỏa. Như vậy là thủy khắc hỏa là tương khắc, khó lòng mà nó không có gây cái ảnh hưởng xấu đến tuổi của các chị. Cho nên là các chị cần cẩn thận ha, nhất là những cái việc buồn lòng ở trong cái hạn toán tập. Thì hạn toán tập á, thì người ta phải nói là cần phòng tai nạn rủi ro, cẩn thận giao dịch tiền bạc, dễ sinh bất trắc hay bị lừa mất tiền. Dù là các chị là một cái người giỏi nhận xét, nhưng mà năm nay nó dướng vào cái hạn toán tập, bị cái sao Thủy Diệu chiếu mạng, cho nên là mình sẽ có những cái việc mà mình lơ đễnh, nó khiến mình để mình mất tiền. Vận niên á, thì là kê giáp viên, cái vận niên là khá tốt ha. Các chị vẫn giữ được cái sự an ổn, sức khỏe dễ hồi phục nếu có ốm đau. Lâm vào khó khăn bất trắc á, thì sẽ có người phụ nữ đến mà cứu giúp mình. Người phụ nữ này quyền to hơn mình, chức cao hơn mình ha. Phối hợp mà về, tuy nhiên á, về tứ trụ á, thì với thiên thắng nhưng địa lại là địa hung. Cuộc sống công việc á, thiên thắng thì công việc dễ sinh tài lộc, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng do gặp địa hung, gia đạo sẽ gặp những cái việc mà nó không có được thuận lợi lắm. Đặc biệt năm nay cần phòng tai nạn do địa hung chiếu mạng ha. Đó, vận niên thì như đã nói rồi. Như vậy á, là phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải á, năm nay can mậu của tử mậu tuất á, thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, cho nên hỏa sẽ vượng. Hỏa vượng thì rất có lợi cho người mạng hỏa của các chị, nhất là về mặt sức khỏe bổn mạng. Tuy nhiên sao hạn thì yếu kém, dễ gặp thiệt hại, nhưng nhờ cái vận niên kê giáp viên an lành đó ha, phối hợp với cái vận thế có nhiều khả năng sẽ chống đỡ vượt qua cái cuộc sống khó khăn, đưa đến cái sự ổn định. Một năm có thể nói là trung bình với các chị về công việc ha, có vài biến chuyển tốt, nhưng có thể xảy ra việc khó lường do vướng sao Thủy Diệu, nhất là về mặt sức khỏe và cái việc buồn của gia đạo. Vì vậy mọi việc nên cẩn thận và hãy giữ cái năm nay là nói chung là sống hiền một tí xíu, bớt lý trí một tí xíu khi xử lý công việc, đừng có mà lý quá, phải có chút tình nữa thì không có gì phải đáng lo ngại cả. Xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đóng tại cung cấn đối với tuổi của các chị là sinh địa, rất có ích trong việc bù đắp các mặt yếu kém khiếm khuyết của cái sao hạn gây ra. Tiểu vận ở vị trí này á, thì rất là tốt, nếu gặp bệnh nạn á, sẽ không có nguy hiểm đến bổn mạng, sự hồi phục cũng được nhanh chóng. Công việc nếu như gặp khó khăn trở ngại sẽ được tiếp sức, dễ dàng thoát ra khỏi rối ren, đặc biệt là sẽ được cái người nữ lớn tuổi giúp đỡ. Tọa cung tiểu vận
thì có Thanh Long, Phúc Đức, Thiên Đức ha, Hội Cùng, Lưu Hòa, Kiếp Sát. À, các chị vẫn được, nếu mà đang làm ở trong cái môi trường quan trường hoặc là ở trong một cái công ty á, thì vẫn duy trì được uy thế của mình. Gặp khó khăn á, thì vẫn có thể vượt qua nhờ cái sự giúp đỡ, trợ giúp của cái ekip của mình, có cơ hội tốt để vượt ra. Tuy nhiên á, là với cái Lưu Hòa và Kiếp Sát đi chung á, thì cần phòng bệnh hoạn làm trở ngại công việc hay sự nghiệp. À, đặc biệt có bệnh phù tọa hạn là điều đáng quan tâm, lại thêm thiên không đồng cung nên cẩn thận trong việc dùng người, đặc biệt là những người gần gần ngang tuổi hoặc trên mình tuổi mà làm ở dưới mình ha, dễ sinh tranh chấp và đặc biệt là đâm sâu lưng của mình. Tử vi thì có nhiều phá bại tinh như Phục Binh, Đà La, Kiếp Sát, làm cho cuộc sống bất an, công việc rối rắm, dễ cái chuyện không bị nói thành có. Tuy nhiên nhờ cung Phúc Đức, có được cái cung Phúc Đức rất tốt, vừa có hội chiếu của Tam Đức là Nguyệt Đức nè, Phúc Đức nè, Thiên Đức, thì là các chị sẽ được người có quyền lực giúp đỡ, tạo hoàn cảnh thuận lợi trong việc làm ăn. Ở đây mà nói thật sự ra, các chị là vốn là nhờ Phúc Đức của đời trước để lại, chứ không phải là do tài trí của năm nay mà thành công đâu. Vì vậy trong công việc cũng như cuộc sống nên tích thêm tí đức ha. Người Ất Tỵ của các chị đã trải qua tới gần tuổi này rồi, cũng có thăng trầm rồi ha, cho nên là cố gắng tí xíu ở phần Phúc Đức thì sẽ tốt cho mình về sau. Tử vi có Quan Phủ nè, Kình Dương cộng với Đà La, thì trước những khó khăn trở ngại các chị nên gặp mà khỏi trở ngại thì nên đối đầu giải quyết một cách nhẹ nhàng, đừng có cái kiểu mà manh động trả thù ha, hành động phi pháp có thể gặp rắc rối pháp luật. Nếu mà các chị làm ở quan trường á, thì năm nay tuy gặp sao Thủy Diệu thì đó là sao đem lại chuyện buồn chứ không ngăn trở cái sự thăng tiến. Có thể là năm nay còn có được thăng tiến, thăng quan tiến chức nữa, vẫn có đường thăng tiến trong quan lộc, có thể thăng quan tiến chức, nhưng nên cẩn thận, trong may thì nó có rủi, có thể xảy ra tình trạng rắc rối, phải đáo tụng đình, thậm chí là dẫn đến sa thải mất chức. Nếu đang làm công hay buôn bán nhỏ thì năm nay nên an phận, đừng nên tranh chấp mà mở lớn, sẽ gây thêm rối ren thiệt hại. Lưu Hạn thì có nhiều tài tinh, chứng tỏ các chị ở vào cái giai đoạn này thì ngoài cái việc làm ăn mà xin lợi nhuận thì đã có tục của để dành rồi, nên dù công việc làm ăn không đạt được kết quả như ý vẫn không đáng lo ngại về mặt tài chính. Cho nên là năm nay bảo toàn những cái gì mình có ở năm trước để lại là một thành công rồi. Cung mệnh thì có Tử Phù, Tiểu Hao đi cùng với Nguyệt Đức, thì các chị vẫn luôn có người giúp đỡ khi khó khăn. Năm nay mệnh thì có Tử Phù mà đi với Tiểu Hao thì hay còn gọi là cung tặc thần, xin chuyện mất tiền mất của, tránh hợp tác làm ăn với bạn bè rất là bất lợi, có thể bị bội tính lừa gạt và còn có thể bị vu oan giáng họa. Nhờ được sự giúp đỡ cũng đã có phần đỡ, thì nó cũng đỡ phần thiệt hại, nhưng mà thật sự ra mà nói là tốt nhất là không nên hùng hạp trong năm nay. Nhìn chung các mặt á, từ sao hạn vận niên cho đến ngũ hành và tử vi ha, thì năm nay á, xấu rất là nhiều, tốt chẳng bao nhiêu. Chỉ nên an phận thủ thường, ngay thẳng đường lối mà đi, đừng có mà dính vào những cái việc mà bất lợi, sẽ đem đến tai họa ha. Không nên làm việc phi pháp ở trong năm này, sẽ bị rắc rối thiệt hại nhiều hơn. Đặc biệt trong khó khăn của năm nay á, các chị vẫn có một cái chỗ dựa an toàn, nhất là người nữ. Tuy vậy bản thân phải cần cố gắng là tự mình chế hóa cái sự khó khăn cho mình, chứ biết đâu là lúc xui chẳng hạn mà cái bà đó, cái người đó giúp đỡ cái chỗ dựa của mình, họ bị bệnh, họ nằm bệnh viện, họ không cứu được mình, thì mình thiệt hại về tiền bạc chứ không chả có ai ha. Đó là về sự nghiệp và công danh của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các chị Ất Tỵ sinh năm 1965. Thì về mặt tình cảm của các chị
Tình cảm và gia đạo của các chị sinh Ất Tỵ sinh năm 1965. Năm nay á, thủy diệu chiếu mạng, không ít thì nhiều, cũng có chuyện buồn phiền trong gia đình thân tộc. Nhưng với thiên khôi nè, thiên hỷ, thì con cái của các chị sẽ có những cái sự thành đạt công việc ha, thậm chí là còn có tin vui về cưới gả. Riêng tình mà tình cảm vợ chồng á, nếu các chị biết chế hóa cái sự mà độc đoán, có nói chung là cái sự cầm quyền của mình một chút, thì sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Nếu có dịp đi xa thì đặc biệt cẩn thận, vì thiên mã ngộ kình dương, có thể gặp trở ngại giữa đường. Đặc biệt năm nay là do thủy diệu chiếu mạng, nên tránh đi di chuyển bằng ghe thuyền, đề phòng những cái vùng sông nước khi mình đến ha, cho nên cẩn thận. Với hồng hỷ hội nhập, có chuyện hôn nhân của con cái, vợ chồng cũng có những niềm vui ha. Gia đình có thêm dâu rể, các chị cũng có dịp mà gặp gỡ lại những người mà thân đi xa mới về. Đây sẽ là một năm có nhiều biến động dẫn đến buồn phiền trong gia đạo, không như mà các chị mong muốn đâu ha. Tử vi có cảnh nè, nội phục ngoại tướng, nên theo dõi hướng dẫn con cái trong nhà, đừng quá nuông chiều. Những người mà con mà dưới 23 tuổi năm nay rất dễ sinh tai họa khó lường, gây rối rắm phiền muộn cho gia đình ha. Còn đối với các chị mà đã ly thân hoặc là đang trong tình trạng độc thân, thì năm nay hồng đào vận hành rất là mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm. Tuy nhiên năm nay tình cảm này nó chỉ là vui chơi thôi, không có thăng hoa, không có đi đến một cái gì đâu. Thậm chí ở tuổi của các chị thì các chị cũng ngán ngẩm rồi. Tuy vậy, với niềm vui những cái rắc rối của tình cảm mà người nào mà còn ấy thì nó sẽ đem theo rắc rối phía bên sau ha. Hơn nữa năm nay đang gặp thủy diệu, rất bất lợi cho cái việc kết hợp tình cảm lứa đôi. Nếu gặp người tri kỷ cũng nên cẩn thận, cho nên dễ bị tai tiếng lắm ha. Thà là tri kỷ tri âm thôi, chứ đừng có mà tri kiến ha, mệt lắm. Về mặt sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 này sao hạn vận thế thì không được tốt, nên cẩn thận phòng bệnh nạn. Đây cũng là năm hỏa vượng, người hành hỏa thì tốt cho sức khỏe, cho nên là hỏa vượng thì hỏa nhiều thì tim mạch đồ này kia nó dễ bị trục chặt lắm. Mệnh có bệnh nè, tử phù, đừng nên xông xáo những cái việc mà mình ấy gọi là an phận đi. Giờ là gần ở trong cái giai đoạn là nên an phận, làm cho nó tốt thì cái ấy thì sức khỏe mình không bị ảnh hưởng gì. Đặc biệt năm nay lái xe cẩn thận ha, bổn mạng có vững vàng đó, có ốm đau thì cũng mau hồi phục ha. Dù sao đây cũng là năm không thuận của các chị, nên giữ cái ý thiện của mình ha, hành thiện nhiều hơn để có phước đức, cuộc sống sẽ an vui. Như vậy đó là tử vi về gia đạo này, sự nghiệp và sức khỏe của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Ất Tỵ, nữ mạng sinh năm 1965 của các chị. Thì em cũng đã nói ở đầu video là em có làm thêm cái vận hạn 6 tháng đầu năm để các chị có thể ứng dụng vào cái cuộc sống của mình, biết cái tháng nào thuận và tháng nào không thuận để mà mình có cương nhu trong công việc cũng như gia đạo. Như đã nói, một năm thoải mái như ở trên thì xét về bên ngoài thì rõ ràng là năm chúng ta mệnh hỏa, các chị mệnh hỏa, gặp năm mộc là hỏa, mộc sinh hỏa là tương sinh bản mệnh, thì có thể là sức khỏe dù gì đi nữa thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, có xảy ra bệnh hoạn hay nữa thì cũng dễ dàng vượt qua ha. Thì đầu tiên hết tháng giêng của năm Mậu Tuất là tháng Giáp Dần, một tháng thủy. Như vậy mệnh là chúng ta mệnh, các chị mệnh hỏa, mà tháng thủy thì là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận bệnh nạn, bổn mạng khó yên, sức khỏe không tốt ha. Thiên can giáp Ất thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Còn về nằm mặt nằm âm ngũ hành đấy, Giáp với Ất là cùng hành mộc, cho nên là ngang hàng, có thể nói là thiên can được ngang hàng, một điều tốt. Tỵ với Dần, Dần thân tỵ hợi, Dần tỵ thì là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình đó là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Như vậy là Giáp
Giáp Dần là mạnh ha, mình Ất Tỵ là yếu, cho nên là mình địa chi cũng có sự tương đối xung khắc. Như vậy là ngoài cái việc tháng giêng ra chúng ta là bị bản mệnh tháng khắc bản mệnh là đã xấu về về bản mệnh rồi, thì các tinh quân của nó sẽ bị yếu đi. Như vậy Tỵ Dần thuộc nhóm tự hình nữa, cho nên là ngoài sức khỏe ra thì các chị nên cẩn thận cái việc của gia đạo nó có chút xào xáo. Và các chị đã trải qua cái tháng 1 rồi thì các chị cũng tự nghiệm lấy cái việc này, em nghĩ là không sai lắm đâu. Tháng 2 tức là ngày 16 tháng 3 năm 2018 dương lịch, thì tháng này là đang hôm nay là ngày 13 tháng tháng 2 này, thì cũng vậy, mệnh là tháng Ất Mão là mệnh thủy, thủy nó khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận bệnh nạn bổn mạng khó yên, sức khỏe suy yếu. Thiên can là Ất, gặp Ất là cùng hàng mộc, cùng hàng nhiều thuận lợi, công việc không có gì quá khó khăn. Địa chi Tỵ với Mão là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc, cũng không tương hợp gì nhau hết. Như vậy thì tháng 2 tốt hơn một tí xíu là các chị không phải gặp khó khăn về gia đạo do địa chi sinh ra, mà thiên can còn gặp Ất đồng hàng mộc nữa, đồng hàng Ất nữa, cho nên công việc cũng sẽ thuận lợi. Cho nên với các chị thì tháng 2 này thì chủ yếu là sức khỏe nó cũng không được tốt, nó có bệnh hoạn, nửa đêm giật mình ngủ không yên giấc ha, máu huyết không đều, vậy thôi, không quá gì khó khăn. Rồi đến tháng tiếp theo là tháng 3, một tháng Bính Thìn. Tháng này thì chắc bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 ngày 17 tháng 4 dương lịch. Tháng này là tháng Thổ. Như vậy mệnh là chúng ta hỏa, các chị hỏa sinh thổ là sinh xuất bản mệnh. Bản mệnh là sinh xuất thì sức khỏe cũng vẫn suy yếu, nhưng mà đỡ hơn là bị tháng khắc bản mệnh. Sinh xuất vì dù gì nó cũng chỉ là thí dụ như sinh xuất này chỉ mất đi 30% hoặc là 50% sức khỏe thôi, không đến nỗi nào quá nặng nề. Thiên can Bính với lại Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, công việc cũng ok. Như vậy là rõ ràng đúng không? Ngoài như cái sao mà tổng hợp ở đầu video đã nói, sao thủy diệu nó chỉ ảnh hưởng về mặt sức khỏe đối với các chị hoặc là gia đạo thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến công việc, thì trong năm nó cũng tương ứng như vậy thôi. Rõ ràng là thiên can nãy giờ 3 tháng đầu chúng ta cũng thấy không xung không hình hại gì hết, công việc cũng không quá nhiều khó khăn. Tỵ với Thìn ha, Ất Tỵ với Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp nhau. Một chút Tỵ với Thìn này là xét về nạp âm ngũ hành, xét về tử vi thì nó như vậy, đơn giản thôi ha. Bính Thìn cũng ngon lành. Tháng 4, tháng này thì đặc biệt cần chú ý. Tháng 4 của năm Mậu Tuất 2018 âm lịch là tháng Đinh Tỵ. Một tháng Tỵ. Như vậy tháng mệnh hỏa sinh xuất, hỏa sinh thổ, sinh xuất bản mệnh, cẩn thận sức khỏe, sức khỏe suy yếu ha, nhiều điều đấy. Thiên can Đinh ha, gặp Ất cũng vậy, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên đó là chữ Đinh nó thuộc hành hỏa, chữ Ất nó thuộc hành mộc, như vậy là chúng thiên can cũng bị sinh xuất, có thể công việc gây hao tốn tiền bạc, nhưng là hao tốn tiền bạc để đầu tư chứ không phải hao tốn tiền bạc ở những cái việc khác. Tỵ địa chi thì Tỵ gặp Tỵ thì là năm sinh tháng đẻ, tháng này tháng Tỵ luôn. Chúng ta thì mệnh hỏa gặp tháng Tỵ mệnh tổ thì chắc chắn là sinh xuất tạo nhiều cái điều không hay ho lắm. Là em thì em sẽ cẩn thận tháng này, thậm chí nó còn nhiều hơn là cái tháng tháng 2, tháng 1, tháng 2. Tại vì đó là tháng này nó sinh xuất bản mệnh là tháng tuổi ha, đặc biệt là những người sinh luôn tháng Tỵ, và đặc biệt là những người mà sinh tuổi Ất Tỵ sinh tháng Tỵ sẽ có những cái điều rắc rối riêng ha. Rắc rối như thế nào thì các chị tự trải qua rồi các chị sẽ biết. Rồi đến tháng 5 là tháng Mậu Ngọ, một tháng hỏa. Như vậy là mệnh hỏa, chúng ta Ất, các chị Ất Tỵ gặp Mậu Ngọ là tháng hỏa, đồng hòa hàng hỏa cho bản mệnh tốt ha, có được hỏa nhiều sẽ ok. Gặp năm mộc nữa, hợp hỏa gặp hỏa nhiều, này là hỏa quá vượng luôn. Thiên can Mậu Ất không xung không hợp
cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Địa chi Ngọ Tỵ cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc gì nhau hết. Như vậy là tháng 5 cũng như mấy tháng trên, mọi thứ về công việc cũng không có gì quá lớn lao, không có gì mà không có giải quyết được đối với các chị, tại vì nó chả có gì xung khắc hết. Mà các chị thì làm việc thì biết rồi, rất là bài bản và rất là kiên nhẫn, cho nên là không có chuyện gì xảy ra. Mạng thì đồng hàng hỏa hết, như vậy rất tốt. Tỵ Ngọ thì không xung không khắc, gia đạo cũng bình hòa, tốt ha. Có thể nói là tháng 5 là một tháng tốt. Tiếp theo là tháng 6. Tháng này là cũng là một tháng hỏa, thiên thượng hỏa tiếp, mệnh hỏa đồng hàng, bản mạng tốt. Thiên can, cái chữ ất của các chị nó khắc chữ kỷ. Thiên can là tương khắc tháng, công việc sẽ có khó khăn, nhưng mà nhờ mạng hỏa đồng hàng và cái chữ ất khắc kỷ chứ không phải là kỷ khắc ất, cho nên là công việc các chị vẫn có thể giải quyết một cách rõ ràng, rành mạch và mọi chuyện đâu vào đó. Mùi Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc vì nhau hết, cũng không tương hợp gì luôn. Như vậy là địa chi gắn nhiều với lại gia đạo cũng không có gì xảy ra. Như vậy là nó đã, các chị đã có được cái thông tin về cái tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Ất Tỵ của các chị. Thì xét chung thì đa phần các tháng từ tháng 1 cho tới tháng 5 đều không có gì gọi là cản trở hay là hình hại đối với thiên can, là tức là công việc của các chị nó sẽ không có việc gì quá lớn, chủ yếu là về mặt sức khỏe. Và tháng 6 thì một chút về khắc kỵ về nhau của thiên can, đó là ất khắc kỵ, nhưng mà mọi điều là đều do các chị quyết định và sửa sang để làm như thế nào. Trên đây là cái tử vi, cái thông tin mà em tìm hiểu được về tử vi năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Ất Tỵ nữ mạng, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm để các chị ứng dụng một cách tốt nhất trong cái cuộc sống của mình. Hy vọng nó sẽ giúp được cho các chị nhiều ở trong những cái quyết định làm ăn của mình, đầu tư của mình, đem lại nhiều cái thành công, may mắn trong cuộc sống. Video đến đây là hết. Các chị xem nếu thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người tuổi Ất Tỵ cùng được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những tử vi phong thủy của tuổi của mình cũng như của người thân của mình hoặc là bạn bè, để mà ứng dụng cho cuộc sống, có được tiền tài, danh vọng và hạn chế được những khó khăn. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.